Chú ơi, cô chú coi bữa nay chay có chay có đầu tóc mới nè, mẹ mới chải nè. Chay chải đâu nè, mày biết con như Phương biết, mày nhìn mày nghĩ tới ai không chay? Chay nó chơi đầu tóc nè, không nó chải đầu tóc. Oh, say hi. Can you blow her a kiss please? Good job, JD. Oh, à, coi cô chú coi chay chay đầu tóc nè, dữ chưa? Ồ. Trời 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 trời. Oh, look how cute she is. Trời ơi, chơi đầu tóc kìa, coi kìa. Ôi đã rồi nè. Đó, coi kìa. Ờ, ông đó ông chạy miết cả ngày mà ông cũng chạy vậy đó. Chạy đi. Con không biết có đi làm không bà. Where are you going? Con đi đâu quá? Hả? Jade. Đầu tóc che mắt cười cô chú ơi. No. Không, cái này giờ mình mặc đồ đẹp rồi mình không có ngồi xuống được nha. Không có nằm xuống được nha. Con đang nhìn cái bóng con dưới nước á hả? Phải không? Phải con đang nhìn bóng con dưới nước không? Nó ra được tới đây là nó chạy đi lại lùi dịch không? Đi lại lùi dịch nữa không? Đi không? Đi lại lùi dịch đi. Chạy à. Từ từ đi, từ từ. Tàu nhà mình đâu? Tàu mình đâu? Cái nào của mình? Chiếc nào của mình? Chạy! Come back! Về nè, đi về nè, đi vô nè. Từ từ, từ từ. Cá đâu con chỉ mẹ coi, cá đâu? Cá đâu? Cá dưới hả? Cá đâu đâu? Cá. Cá đâu con thấy cá không? Đi, lại đuổi đi, con lại đuổi đi. No, they're not gonna. Ôi, trời, 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 trời. Chị đi. Bữa nay đi mà không có đem vũ khí nên là chay hơi nhát cô chú ơi. Nay không có đem vũ khí nên tụi này không có sợ thấy không? Rồi, thôi rồi rồi. Thôi rồi, lựa mê rồi. Không có vũ khí là cũng coi như xong luôn á chay ơi. Thấy chưa, con thấy tụi nó có sợ con không chay? Chết luôn á chứ phải. Rồi ơi, thấy không, cầm hai, nhìn hai bàn tay nè, hai bàn tay không có gì hết, phủi luôn, tay trắng luôn, không có vũ khí luôn chứ phải, tay không bắt cướp rồi phải. Rồi xuống hết rồi. Bye bye đi, bye bye đi, say bye bye đi. Chạy đi, chạy đi, come back, come back. Come back, that's too close to the water. Come, come. Đi, đi, đi. Từ từ, từ, đừng có xuống dưới sâu quá. Xuống dưới sâu quá, té trượt xuống dưới đó. Rồi, con bye bye mấy bạn đi. Bye bye đi. Vẫy tay chào nhau. Vẫy tay chào nhau đi. Rồi. À. Coi chừng nha. Coi chừng nha. Rồi, nó đi xuống hết rồi. Vỗ tay.
Rồi, vỗ tay đi chị. Good job, JD. Chạy đi. Rồi đó, xong nhiệm vụ rồi, đi về sắp sắp tiếp đi về đó cô chú. Đi về con. Đó, đi đuổi đủ dịch, đi đuổi dịch về xong là đầu tóc sơ sắc mướp luôn nè cô chú nè, thấy không? À, chim á con, chim á, con nói đi chim. Kệ đi, qua đi, qua chơi đi, Dolores kìa. She's waiting for you over there. Say hi. Con nói đi máy bay. Máy bay đó. Ê, trời ơi trời. Sao té hoài vậy? Are you okay? Okay rồi, nó nói okay, nó nói okay. Yêu, cái đôi dép của chay là một chút nữa mẹ phải giục rồi nè. Trời đất ơi. Con nói flower. One, two, three. One, two, three. She's beautiful. She's beautiful, yeah. Oh, I need some bangs cut, huh? Is that up here on me? Ooh. Okay. Oh, oh, oh. Okay, 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 okay. Ừ, cái gì đó con? Hả, cái gì á? Flowers, yeah. That's a flag. Yeah, yeah. Say I may have, I gotta have a headband on. Oh yeah. I gotta buy her one. Okay, no run, no run, no run. Đó, cô chú ơi, chơi cột tóc rồi nè. Ủa đi gì, đi cái hẻm gì lạ vậy? Hả, đi cái đường hẻm gì lạ vậy? Thôi, đừng có dọc nước, đừng dọc nước. Đừng có dọc nước đi, mà tắm rửa sạch sẽ là đừng dọc nữa đi. Nước khác hả mẹ ơi. Yes. No. I'm outside, she can connect to it. So what kind of wifi are you looking for? Trời đi. Cất hả con em ở đây đi cất hả? À à, bỏ vô đó đúng rồi. Chơi cái này đang chơi đó. Còn nào nữa không? Còn nữa hả? Ừ, hỏi còn nào nữa không? Nó còn nữa. Wow. Giỏi quá. Đúng rồi, giỏi quá là vỗ tay. Hồi nãy đi đuổi dịch mệt không? Hả cái hả anh? Trời ơi. Trời ơi, đủ dịch mà mặc áo đầm chứ đâu phải giỡn. Giữ dịch, chăn dịch thời thế kỷ 21 mà. Dịch mặc áo đầm hả con? Hả? Chăn dịch thế kỷ 21 mà chứ đâu phải còn như ngày xưa nữa. Rồi, để coi hồi 18 thì mấy đó. 88, 89 thì bà về Việt Nam á. À. Em đi Đà Lạt á. Mấy bà bán đồ. Cái gì vậy? Gì rồi, bị gì rồi? Bị xì cà que, bị xì cà que rồi. Hả? Đi. No, no. Oh no. Bị gì rồi? À, là bị cái này nó trượt lên cao quá phải không? Rồi, bằng chân nè. Chân như trái nãy chuối không? Bằng chân đúng như trái bằng cục thì chứ phải. Đứng lên, đứng lên. Tụt ra. Tại vì cái này nó trơn quá đó con. Đây nè, dịnh mẹ lại, lấy hai cái tay dịnh mẹ coi. Đây nè mẹ làm cho. Ô nhô. Đi đâu nữa trời? Đi đâu hả? Đi đâu? Đi đâu con? Thôi đừng dọc nữa. Ủa, bà cố giờ có mạng rồi đó hả? Có mạng sao không chịu ngồi coi đi, mày ngồi buồn vậy? Dạ, tôi nghe
À, nghe tin tức hả? Vợ vậy mấy ngày nay không cập nhật từ gì được tình hình của thế giới luôn. Bà người bà hai là người canh giữ thế giới mà mấy nay không có mạng để cho bà hai canh giữ. Con không nghe người ta nói hả? Dốt thì hay nói chữ. Đó là bà đó. Dốt mà hay nói chữ hả? Dốt mà hay nói chữ. Là bà không hiểu gì hết mà cũng phá nghe tin tức. Ở nhà cũng vậy, sáng ra nhận tới lên cái cục rồi. Bà hai mốt run cho president của Pháp đi. Biết cái gì mà làm. Trời ơi. Phải nghe tin tức còn nữa không? Cái nào mà khó quá không hiểu á, cái telephone hỏi bạn. Trời, có vụ đó nữa hả? Coi mà không hiểu rồi gọi thổi hỏi nữa. Cái nào mà khó quá không hiểu á. Cái là phone liền. Trời ơi, coi kìa, bây giờ chơi dọc nước coi được không? Nó nói cái câu đó như vậy đó. Sao bà mở tele đi. Chút nữa là hư gáo đầm luôn nè. Mở tele đi, cái bà mở lên. Cái coi được rồi không? Cái chỗ đó bà nói sao? Chạy đi, can you look at mommy please? Nhìn mẹ này chay, nhìn mẹ này chay. 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 Nhìn mẹ nè, mắt cục. Mắt cục. Không có không nhìn là không nhìn luôn. Lê lê. Hồng Hoài Nhi. Không có tên nào đâu. Hồng Hoài Nhi. Hồng Hoài Nhi. Đẹp gái quá à. Con cái gì không? Mắt cục, mắt cục. Mắt cục. Con nghe con nói. Đó là Quỳnh Thị Mắt cục. Nhiều lắm mọi người, Quỳnh Trí Chay nữa. Anh hai bữa nay đi học anh hai giỏi lắm rồi, chơi anh hai ngoan lắm rồi nè. Con Mốt đi học con cũng ngoan như anh hai nghe chưa. Mốt đi học ở trong trường ta dạy rồi. Thì con phải gọi điện thoại con nói với bà khách con để con kêu bà coi. Cái tháng mà bà hai đi học đàn. Cái tháng mà để bà hai về con đưa nó vô cho bà coi. Bà có cái trường giữ trẻ. Phải đàng hoàng, phải con phải suy nghĩ chắc chắn. Cái gì chơi? Nè, con ship em á hả? Em con đâu con chỉ mẹ coi em đâu? Em nào mấy con? Coi nó có mấy con đó. 1 2 3 4 đầu 4, xạo không mà có 3 con à. 1 2 đúng rồi. 1 2 3 da. Say hi da, long time no see. Hey, say hi da. She knows that if I touch the back, he'll start talking. Mm-hmm. Now, that's why she got father. Uh-huh. See that? Ba chuẩn bị làm cái gì đó. Chạy lên mẹ hả? Xả, con nói đi. Xả. Xả. Con nói xả đi. Xả. Cái gì? Oh, get that one. Because sure I did. Her facial expression. Red your eye. Of course, you must learn. Do you know where his lightsaber is, Janie? No. Is it long lost forever? Uh-huh. Maybe it's in the storage in their other toy box. The Force. Yes. So, baby, are we having lobster for you? Against me, catch your strength. Is that... Wow. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì mà hả? Strong in the force, are you? Against me, test your strength. Reach back. Baby, turn on the music. She's dancing. Đà nói no rồi. I said no. Don't touch me. Do not touch. Uh-oh. Very good. Bet you are a Jedi yet. Oh, you're not a Jedi yet. Baby shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Together, let us fight against the dark side. Cho đà hả? Cho đà ôm baby shark hả? Hả? Trời ơi. Turn on the music, JD. Oh. JD's got so many toys, so much overload.
That's why, you know, I told you not to buy the by the lion. Remember? Good. Good idea. Really? Good idea. With your head and your feelings. Reach up. Trời ơi, nắm tay đà kìa. Con rảnh không, con lại vẽ cho đào bộ ngón tay khác đi chứ cái móng màu vàng đó ăn rồi cái vẽ hoài. Nó vàng cần đổ nước sơn. Con ghê quá chạy lại. Con nói đi sợ. You okay? Nói sợ đi. Sợ? Đúng rồi. And you scared? Oh. You can't say you're scared though. You're not scared of anything. You're Jade Sky. Oh. He's gonna teach you how to be a Jedi. Con nói đi sợ. Nói sợ đi. Mày ngồi ba rồi. Yeah, you're not a Jedi yet. Yeah. Oh. Oh. Tell me more. More, yes. My ally is the Force. Uh-oh, and a powerful ally it is. Yeah. Life creates, makes it grow. Nói đại đà là tới giờ đà cần sơn móng tay lại rồi đó, móng tay màu vàng nó mà để miết vậy. Tell me more. More. Sao? Rồi móng chân đã. The Jedi must have the deepest commitment, the most serious mind. He's in stance. He wants his lightsaber. But you took it somewhere. Sợ không? Oh yeah. Sợ không? Nói sợ đi. Sợ. Dark side. The dark side. Yeah. Con thấy không? Con thấy không? Cái này có làm có xà lát không thầy? Dạ có bà hai, mình để lót ở dưới đó bà hai. Xạ hả, xạ hả. Thôi được rồi đó, được xạ, xạ đủ rồi đó. Giờ ăn nè, mâm mâm nè. Ồ. Xin chào em bé dâu tây. Em bé dâu tây tới giờ vẫn còn mặc vừa cái bộ đồ dâu tây này là cô chú biết cỡ nào rồi đó. Là cô chú thấy em bé dâu tây bự cỡ nào. Bé dâu tây. Bà hai mơ bà cố ăn dâu không cho con trái nè. Hái đi. Bé dâu tây. Bé dâu tây ơi. Xin trái được không? Ơi, bé dâu tây. Bé dâu tây ơi. Làm sao? Giờ buồn ngủ quá giờ, giờ chắc buồn ngủ quá. Đang ngủ bữa nay có một buổi à. Ngày ngủ trong buổi à. Bỏ vô nhất là nó ngủ. Ê nó nghe nè, uống sữa đi bé dâu tây. Ờ đúng rồi. Uống sữa đi. Uống sữa đi dâu tây. Con cái đi ngủ cho con cái đi ngủ thôi. Trời ơi, làm gì có gửi y như xỉn vậy. Làm gì mà hết y như xỉn vậy. Đau, đau chỗ nào đâu, chỉ cố coi coi. Đau đâu, nè. Hết đau chưa? Hả? Ờ, mâm mâm đi, mâm mâm đi. Mâm mâm giùm mẹ cái đi con. Mâm mâm giùm mẹ cái đi con. Không mâm mà. Muốn mâm đi. Thôi. Nè, ba mở night. Lên gì kìa. Good night, cố đi, mi gió cố đi, mi gió cố một cái. Mi gió cố đi con. Good night. Good night. Chào mẹ miếng không mẹ miếng. Love you. Thôi đừng ra đi, đừng ra đi, đừng ăn khóc. Thôi thôi. Ôi, à, con ngậm vô đi. Ô, mè chuông, mè chuông. Ô, thôi nha, uống đi, rồi ngậm ra sao uống. Đây nè, ngậm đi. Đang khó chịu đó. Rồi đưa. You can't have that and that at the same time. No. You can't have that and that at the same time. When rồi đi ba đi ngay chỗ khác đi. Daddy go away please. When she gonna lay down and take the baba out. And then she gonna drink the milk. Cái gì vậy? Làm gì bắt tivi tùm lum màu màu dữ trời. Nằm xuống đi con, nằm xuống uống miếng sữa đi con. Okay baby, wait, she wants con, to watch TV. Con nằm xuống uống miếng sữa đi. Sữa. Nằm xuống đi con, nằm xuống đi, con nằm xuống cho mẹ đi. Ồ, nằm xuống đi con, đúng rồi. Nằm xuống rồi, dấp mấy những chén chua cay này đi. Đi. Uống rượu đi con. Uống sữa đi con. Quên, tự nhiên nó dấp mấy những chén chua cay cái mẹ tưởng uống rượu luôn.
Nó đang à, gấu đâu hết trơn rồi. Để im cho nó ưng cầm chai sữa đó vậy đó. Cuộc đời nó mà đó, cái chai sữa mà nó cái chai sữa bây giờ ngón tay nó đâm thủng vô luôn là cô biết cô chú biết cái lỗ của chai sữa bự thế không? Katie is very emotional lately, huh? Yeah, very emotional. Like in the last like week or so, what happened? She just changed. She just changed into just an emotional like, baby. Yeah, so emotional. She cried for everything. One day she gonna. Then she gonna fight for everything. Then she gonna be. She gonna be bad. Punching, scratching. Oh know. Yeah, she better not doing that. I'm not gonna let it happen. But usually, whatever you hit, you gonna get it. Okay, baby. She wants đây to watch đi uống đi con, uống nước đi con, uống sữa đi con. Giấc mơ những chén chua cay. Bờ ba, daddy go away. Ra. Rồi để mẹ canh cho mẹ không cho ba tới đâu, con uống đi. Mẹ ngồi đây mẹ canh cho con nha. Nha con nha. Rồi cứ lấy tay cứ bậm cái đấm vú, mỗi lần cái đấm vú nào mua mới nó cũng làm cái kiểu đó, ghi cờ mệt quá không mua nữa. Uống đi con. Uống xong rồi cái mẹ ra mẹ làm cái bình sữa mới cái mẹ để kế bên đầu giường của mẹ cái tối con. Trời ơi làm gì? Tối con dậy cái là mẹ cho con uống sữa nha. Tôi nói là nó giỡn với ba nó lại giỡn, nó đâu nghe lời tôi nói gì đâu. Đó, rồi coi giỡn ra đó. Đó, đó. À, cho mũi nè con. Rồi con uống sữa đi con. Nha. Yeah. Không uống hả?